trời tối luôn các bạn. 10 giờ mà vô này, vô ngay cái bão tuyết á, các bạn nhìn nó tối thui à. Đó, ui là trời, đã vậy. Rồi bây giờ nó kêu là, kêu là đường bắt đầu trơn rồi các bạn, mình cần phải đặt cái xích vào chứ không thôi là chạy không được. Rồi bây giờ mình lấy đây. Yo, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm một cái tựa game mới trên kênh của mình, có tên là Alaskan Truck Simulator. Đây là một tựa game mô phỏng lái xe đầu kéo, cũng khá là giống với Ates, nhưng mà nó có nhiều cái vật lý hay hơn, cũng như là mình có thể xuống xe được nha các bạn. Và hiện tại đây là phiên bản game demo, cho nên là hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm thử xem demo này có hấp dẫn và có hay ho đáng để chờ đợi hay không ha. Game chính thức sẽ có thông báo trên Steam cũng như là trên cái trang web là ates-game.com ha. Ok, thì bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ cùng các bạn bắt đầu luôn vào demo thôi. Rồi, chào mừng các bạn đã đến với Alaskan Truck Simulator. Ok, mình sẽ đóng cái thông báo này lại ha. Có rất nhiều loại xe tải để mở khóa, và có một cái map rất là rộng lớn ở trong cái khu vực Alaska. Thì cái vùng Alaska này là một cái vùng tuyết nha các bạn, nó sẽ trơn trượt và nó sẽ hơi lạnh giá một xíu ha các bạn. Rồi, và mình có rất là nhiều cái cơ chế của game ha. Mình chất hàng lên, rồi mình mở rộng cái gara của mình ra, mình ăn uống, và thời tiết nó sẽ thay đổi theo 4 mùa và 24 tiếng trên ngày. Ok, rồi đây là cái gara của mình nè các bạn. Ok, game mới lát cho nên là nó hơi giật một xíu ha. Để mình xem coi, đầu tiên là nó kêu mình là lấy cái thịt ở trong tủ lạnh các bạn. Đây, thịt con hươu hả? Rồi, sau khi xong thì mình sẽ nấu lên mình ăn. Oh, khá là thật nha các bạn. Rồi, nấu, giữ để nấu. Hiện tại đang nấu đồ ăn ha. Và đây là cái ngôi nhà của mình hả? Một cái chỗ nghỉ ngơi, nấu nướng. Và bên kia là nhà xe, cũng như là chỗ để bảo dưỡng, sửa chữa xe ha. Rồi, xong. Sau khi xong rồi thì mình bấm chữ Y lên túi đồ của mình và mình ăn thôi. Ồ, rồi. Bây giờ mình cần phải đi tới cái bàn, mình lấy 4 cái item này. Nó kêu là một hồi mình sẽ sử dụng sau. Cartoon, xích, mấy cái bộ đinh hả, và cái búa. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài chỗ này và mình lên xe của mình. Ồ, khá là xịn đó các bạn. Đây, xe tải của mình đây rồi. Ồ, ở đây là ở Alaska cho nên là nó hơi lạnh giá ha. Nó cũng khá là giống với SnowRunner các bạn. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động động cơ. Ồ, nó có cái phần này luôn, hay vậy các bạn. Rồi bỏ phanh tay ra. Ok, mở đèn lên. Rồi. Và mình có kết nối vô lăng rồi ha các bạn. Có một cái đồng hồ báo tua đây. Cái giao diện đồng hồ làm rất là đẹp ha. Giờ nó kêu mình là mở cái bản đồ lên. Ồ, một cái bản đồ rất là rộng luôn. Để xem coi vị trí của mình hiện tại đang ở đâu. Mình đang ở đây hả? Bây giờ mình xuống đây, đúng không? Mình thấy cây xăng nó đang có cái hình. Ok đi ha. Vô số. Cái xe này các bạn, nó hệ thống của nó là số này là số rùa, số thỏ các bạn ha. Thì đây là số 1 nè, số 2 nè. Và mình có thể bật tắt từng rùa, từng thỏ các bạn. Đó. Uầy, rắc rối hết đấy, không đùa đâu các bạn. Rồi bây giờ nó kêu mình là bấm F1 để hướng dẫn. Hướng dẫn đây là cái gara của mình, điểm thứ hai là trạm xăng, điểm thứ ba là cửa hàng, và điểm thứ tư là cái chỗ những cái hợp đồng của mình và cái thùng hàng của mình. Điểm số 5 là điểm kết thúc của mình đó, mình chở hàng tới đó các bạn. Bây giờ demo mình chơi như đây thôi á. Ok, lên đường thôi. Mình nhả phanh tay ra rồi đúng không? Rồi đi thôi. Rất là thật nha các bạn. Và ở Alaska này thì mùa đông rất là lạnh ha, mình có thể mất máu nếu mình lạnh quá. Các bạn có thấy cái màn hình mình nó lạnh không? Giờ nó kêu mình là bật cái thiết bị sưởi lên. Rồi. Đây là cái xe của mình nha các bạn. Đó, mình có khá là nhiều view ha. Ôi, game này đáng mong chờ các bạn ơi. Mình đã bật máy sửa lên rồi ha. Bây giờ mình chuyển tầng. Mình đang ở số 4 đúng không? Hiện tại là game này mình chưa thấy có phím gài xi nha nè các bạn. Ủa sao mình không có chuyển được cái này ha? À mình quên sale. Mình chỉnh mà mình quên sale. Ok, phản hồi lực trả cũng rất là ổn ha. Ở góc trên cùng màn hình của mình là mình sẽ có 100% là máu, hình trái táo là thức ăn của mình đó, độ đói bụng của mình đó, 91% hình tia sét là năng lượng. Và giờ hiện tại là 10:38 ha các bạn. Nhiệt độ là độ F ha. Để mình chỉnh lại cho nó dễ, độ C để cho nó dễ nhìn các bạn. Game thì nó vẫn còn đang demo cho nên nó khá là giật ha. Rồi dừng lại, dạ phanh tay. Rồi ok, đi thôi các bạn. Vô số 1 mình mới vừa tìm được cái nút xi nhan ha, phanh tay ra, nhưng mà không có nút gài trên vô lăng. Rồi mình lên tầng đi để nhầm mình mới đúng. Khá là ổn mà các bạn. Do là mình chạy cái đầu không cho nên là mình không có cần phải vô theo tuần tự những cái cấp số, mình có thể nhảy số được. Cái này trước ở bên ETS2 mình có từng nói sơ qua với các bạn, mình cũng không có rành lắm đâu. Mình chỉ xem sơ sơ thôi à. Mình có gương ảo nha các bạn. Rồi, đây cái gương ảo đây đó. Đây các bạn. Thì cái game này nó hơi giật đó. Mà mình thấy trải nghiệm game khá là ok, chỉ có cái là ở khu vực này nó hơi tiếc, nó hơi băng giá cho nên là mình nhìn nó hơi khó khăn một xíu thôi. Mình xin phép bật hai gương ảo lên nha các bạn cho nó trực quan hơn, tại vì cái xe này, những con xe đầu ngao, xe Mỹ á, thì cái khoảng cách mà giữa cái vô lăng với lại cái gương của mình nó rất là xa ha. Trên đường đi qua bên cái địa điểm bên kia hấp dẫn á các bạn, nó hơi giật lát một xíu, nó load map á, game demo cho nên là mình cũng không có rất nhiều ha. Xi nhan, ui 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 cả nó cảo lâu quá không chạy xe công, tại vì nó bị luống cuốn ở cái việc là mình đường này dốc vậy. Cũng ở cái việc là mình phải ngó xuống bàn phím để mình nhìn xem cái phím nào là nó bật xi nhan đó các bạn. Mình nhớ đúng là những cái đầu này không, ở ngoài đời là người ta vô những cái hộp số mà Easter ship đó các bạn, đúng không? Không nhớ đúng tên hay không nhưng mà hộp số đó là vô số cũng không cần đạp côn được luôn, khá là xịn. Rồi, ở góc dưới trong cái đồng hồ của mình nó có báo xăng các bạn, hoặc là trên này nó cũng có báo xăng ha. Mình nhìn nó sẽ hơi khó nhìn, mình chưa có tìm được cái nút bật đèn. Chỉ bật đèn bên ngoài thôi, còn đèn bên trong mình chưa có bật được. Ô, mình có kéo được mấy cái tấm này xuống luôn hả? Ừ, để mình đậu lại xem. Nếu mình để số mình vậy thì mình tắt máy không? Không. Ồ, game nó hỗ trợ cho mình cái này, mình cũng không thích lắm. Không phải tắt máy thì nó mới vui các bạn. Để mình thử mình kéo cái xin đây, bật đèn được nè. Cái này đèn trước đúng không? Đây là đèn gì đây? Không, chỉ bật được cái đó thôi. Cái này là kèn, cái này là động cơ bật lên đó các bạn. Máy sưởi, cần gạt, gạt mưa. Đây là khóa vi sai. Rồi cái này radio. À đèn đây. Đấy. Rồi, còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Ok. Ở xe này mình vào bên trong này được luôn á hả? Oh, xịn vãi các bạn. Đây là cái lò vi sóng mini nè. Cái này là cái tủ đồ của mình. Đây mấy cái dụng cụ của mình nè các bạn. Xịn vãi. Thôi ra lại. Ok đi tiếp nha. Về tầng dưới số 1. số 3 sẽ bật lên, nhảy lên số 5 đó, xì nhan. Game này còn demo cho nên là mình cũng không có được tinh chỉnh nhiều lắm các bạn. Bên trong đi cho nó ấm cúng, ngoài nó lạnh lắm. Ok rồi bây giờ xuống xe hả ta, đúng không? Vì nó kêu mình là đổ dầu, đổ xăng á, thì để mình đi xuống để tắt máy cái này. Ok, đi xuống xe. Rồi bây giờ mình sẽ tăng cái từ từ nó kêu là mình phải gài phanh tay vì những cái lý do an toàn. Ok men, rồi để đèn nó đi không sao đâu. Rồi bây giờ mình lấy cái còi bơm mình, nó tự bơm cho mình. Ủa, 16,84 đô cho 5 gallon. Rồi bây giờ đi ha, bỏ phanh tay ra, mình để máy lên lại. Rồi. Giờ dòng đầu ra ha. Không bấm chữ H, không bấm kèn được nữa ta. Game thì nó hơi băng giá một xíu mà các bạn, nhưng mà đổi lại thì những cái vật lý là mình thấy rất là ưng luôn á. Chứ ates 2 với là ates các bạn chỉ có chạy như vậy thôi, các bạn không có được xuống xe làm được việc này việc kia, nó rất là chán á. Game này thì mình phải chỉnh camera tự động chứ nó không có tự trả camera của mình. Nói chung là setting của mình còn ít lắm, mình khóa không có được nhiều. Cái đầu này cũng chạy cũng nổi ta, bình thường là mình nhớ tầm 1.500 dòng lên số rồi. Quẹo ở đây à. Tại vì mình tính đi đường tắt á các bạn, mà mình thấy trong này nó có cái đường lạ lạ, hơi lộng cộng xíu. Tắt cái bản đồ đi, nó nhìn trong này cho nó thật. Bản này là bản stop thôi các bạn, đúng luật các bạn đó, phải dừng lại mình ngó nghiêng một cái rồi mới đi được. Xong đề ba nọ. Ok. Cái đây đầu không thì nó cũng hơi nhẹ, không có nặng lắm, có thùng hàng nó mệt thôi. Khó mình quay cái tay bên này, mình di chuyển chuột để mình đổi camera thôi. Rồi tới điểm lấy hàng. Alaskan Dragon hả? Rồi bây giờ nó kêu mình là đậu xe đâu đó để mình đi vô cái shop. Cái chỗ đậu xe là những cái đường này đúng không? Đậu bên này đi. Đại đó các bạn, chứ mình cũng biết là mình đậu vừa chưa nữa. Tắt máy xe, gạt phanh tay. Rồi ok, xuống xe. Á, nó bị lỗi nè. Lạ vậy. Rồi ok. Phím kia nó bị lỗi. Ôi. Nó hơi lệch nhưng mà không sao đâu các bạn. Đúng là tắt đèn nó phải tắt cái kia luôn mới đúng, cái này nó không tắt ra. Adventure Shop. Rồi vô. Nó kêu là mua mấy cái can food và mua 2 chai nhớt. Rồi mua mấy can food, can hộp đồ ăn đó các bạn. Rồi xong, như là mình đã chuẩn bị hành trình để di chuyển đường xa rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi tới kia, mình đi gắn cái móc của mình vô, gắn trailer của mình vô. Rồi, bây giờ đi tới chỗ GPS của mình để đi lấy hàng. Đây, tới đây ha các bạn. Nó có đi định vị sẵn cho mình rồi. Ok, đi thôi. đi đường này được mà. Mình tạt ngang qua để mình đi mua đồ á các bạn, mua nhớt cho xe với lại mua những cái đồ ăn đóng hộp để mình di chuyển đường dài. Là game này cái radio nó có nhạc bản quyền không, chứ thật sự hơi bị thích đi mấy cái này mà mở mấy cái nhạc mà nhạc country ấy các bạn, trời ơi. Nhạc nó hơi nhỏ, mình chỉ cái chút xíu rồi, cho nên là để coi coi nó làm sao. À, game nó hơi bị khẩn tại vì nó load map á. Game này nó ok rồi nhưng mà tối ưu nữa thì mới cái vô lăng nó nặng vãi các bạn. Ừ, nó đúng nặng luôn, chạy có tầm 27 miles nặng quá, 30 miles là đâu đó tầm khoảng 50 km/h. Rồi bây giờ mình vòng đầu qua nhà đi. Này là chơi rất là từ từ nha các bạn, không phải vội như là bên ates 2 với ates đâu. Okay. Gì vậy? Tiếng gì vậy? À, bụng mình đó đói bụng các bạn. Nó đói bụng, nó nghe cái tiếng rột rột là cái bụng mình nó kêu á. Rồi báo là cái nhớt của động cơ hết rồi. Ok, xe tải gì đâu mà chưa gì hết nhớt rồi, hao nhớt như vậy. Rồi, ok, tắt động cơ, xuống xe các bạn. Bây giờ mình mở cái nắp hút này lên đây. Oh, rồi, trời ơi, chăm thêm đây các bạn. À, ngay vạch này là ok rồi đó. Thêm xíu nữa đi, đầy đầy đi. Bình thường là ngay giữa vạch min max là ok, nhưng mà mình cho nó gần lên trên max như này là rất là đẹp luôn. Rồi xong rồi. Cái gì đây? À, mình sửa được điều hòa đồ này kia luôn. Ok, đi lên đường tiếp. Hay nha. Bấm tay ra, xin nhan đi. Ủa, tắt máy là quên mất. Ủa, tấp vô cho xe đi rồi mà nó vẫn còn đậu đó hả? Cảm ơn nha. Nhạc cái chút xíu rồi các bạn, nghe mình chỉnh cái chút xíu à, bản quyền chết luôn á. Nhưng mà mình nghe cũng được tiếng nhạc hết chứ, khó lắm các bạn. Các bạn vừa nghe tiếng xe mà vừa nghe nhạc này, các bạn không bao giờ nghe được tiếng nhạc kia đâu. Cái này nó giờ đi được 62 mile. Mình muốn chỉnh sang km/h nhưng mà game nó chưa cho mình cách chỉnh, nó không có cho mình chỗ để chỉnh ha. S là sao mình quên cái bộ S là bộ chia số, nghĩa là nó chia giữa số 1 với L3 các bạn. Đây, còn cái bên kia của mình là tầng rùa tầng thỏ. Thì mấy xe này là hộp số là 16 cấp số, 16 18 gì vậy, để nó kéo hàng nó tốt hơn. Bật cái gạt mưa cho các bạn xem thử. Ồ, xịn nha. Mình khoái rồi nha. Mình vô cái đường nhỏ này, quay đường tuyết hay vậy. Đường này đường tuyết nhỏ không các bạn. Ồ, cẩn thận bị trượt ngã xe về bên phải ha. Đường này là kiểu như là đường đất xong rồi tiếp nó lên đó ta. À, có biển báo nè, lâu lâu có mấy con hươu nó băng qua đường nè. Rồi lâu lâu là đi vô đường này các bạn phải cẩn thận ha. Đã vãi, mày coi xem mình nó nhúng nè. Tự biết đói bụng rồi, đợi xíu đi. Cảo đợi xíu đi. Chứ vừa lái xe vừa ăn người ta cũng cho nữa. Ủa. Rồi, nói chưa? Ok hai men. Đắt lưu các bạn, đã quá. Game này chơi đã vãi. Triệu like. Mà mình ước gì là nó sẽ có những cái khu vực khác không phải là tuyết, và mình có thể chỉnh được cái tầm nhìn vị trí ngồi của mình, chỉnh được nhiều cái. Mình nghĩ là bản game chính thức nó sẽ có, mà có demo rồi thì tầm khoảng đâu đó chở cỡ 3-4 tháng gì nữa có game chính thức các bạn, nếu mà không có delay. Còn nếu mà bên nhà phát hành game ta delay, ta bỏ đó thiếu kinh phí thì 6 tháng thì 1 năm. Mình thấy nhiều game demo cả năm rồi cuối cùng năm sau mới có game chính thức, mà chơi nó cũng lỗi lùm lá chứ. Đồ họa mình đã chỉnh là ultra hết trơn rồi các bạn, nhưng mà nhìn nó hơi mờ mờ đúng không, chưa có được rõ lắm. Cái đồng hồ đồ nhìn nó rất là mờ luôn. Cái list nhạc ngoài mình kiếm nhạc country mình thả vô nó, trời ơi tới công chuyện. Lý do mình bật gạt mưa để mình cho nó dễ nhìn đường hơn các bạn, rõ tầm nhìn mình hơn ha. Đường này thì đi ok, chỉ sợ là đi những khu vực mà tuyết nó dày rồi các bạn, nó bị lún bánh xe á. Lúc nãy mình thấy game nó cho mình cái bộ dụng cụ rồi. Mai rồi. Ui. Đường này có mình nè các bạn, đạp hết ga số rồi chứ ngại gì. Ui 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 ui, thắng lại. Cái đường nó bên kia các bạn. Cái đường nó hơi ngoằn ngoèo để nó lên cái điểm lấy hàng của mình á, mà các bạn biết rồi, tuyết nó trơn mình đâu có thắng được đâu. Qua đường ta được ok, lên đây. Game này nó cũng bị giống như cái ở SnowRunner là nó sẽ nhận các bạn đang chơi bằng vô lăng, các bạn bấm bàn phím nên nó sẽ ngắt kết nối vô lăng đi. Bạn thấy lâu tự nhiên mình đang chạy mà nó mất ga, các bạn, xe nó không có lên ga được nữa. Bây giờ cuốc lên trên cái chỗ lấy cái móc. Sáu đi rồi chứ là số 7 hồi nó mất trớn. Chạy nhanh quá, cái cùi nó gắt quá, bẻ hết vô lăng luôn. Bên kia hả? Dòng qua bên này. Đây. Nặng phải. Ok, nhân vật của mình nó buồn ngủ nữa hả? Rồi, tắt máy, gạt bàn tay. À, bây giờ mình vô mình lấy hợp đồng các bạn. Đây, hợp đồng lấy này lấy đại đi. Rồi, và bây giờ mình lên xe để mình nối cái trailer vào. Này đấy. Nghĩ là nói xong mà mình đi ngủ giấc á, tại vì lúc nãy mình nhân vật mình nó mới vừa ngáp các bạn, hết năng lượng rồi. Này nó không thò đầu ra ngoài được ha, chỉ nhìn qua gương rồi mình lùi thôi chứ thấy được cái xe nó to vãi. Đợi góc camera nữa xem. Tức là cái gương mình là nó không thấy được cái các bạn nhìn cái trailer này, nếu mình vào bên trong mình không thấy được luôn á. Đây. Các bạn thấy không? Tôi chỉ thấy được bên này một xíu à. Rồi. Giải phanh tay. Giờ mình xuống mình đây. Kết nối lại với nhau. Rồi xong. Và kết nối thêm hai cái dây nữa nha các bạn. Đây cái dây này là cái dây điện. Dây này để mình nối vào trong cái đây. Đó, để nó báo tín hiệu đèn nha các bạn. Còn cái dây này là dây để dành cho thoáng hơi hay gì á. Nhớ không nhầm là vậy. Ồ, thật quá à. Rồi. À, các bạn quay lên. Quay tay các bạn. Quá đỉnh. Rồi, sau khi xong thì bây giờ mình đi thôi các bạn. Mình nghĩ là mình vô xe mình ngủ một giấc. Tắt cái Uber đi. Tắt đèn luôn. Rồi mình ra phía sau mình ngủ. À, xịn chưa, ngủ tới 4 giờ sáng hả? Cái này mình ngủ để nó hồi năng lượng lên nè các bạn. Mình chỉ được ngủ 8 tiếng thôi, hồi được 81%. Ok, ngủ. Rồi, sáng sớm tinh mơ, mở mắt ra lên đường thôi các bạn. Quá đỉnh tụi game này, quá đỉnh. Ok, đi thôi nha các bạn. Để máy xe lên. Rồi, mình về lại tầng dưới ha. Ok, đi thôi. À, mình mới mở đèn nữa các bạn. Để coi đây. Rồi, lên đường. Có hàng vô khác hẳn liền luôn. Bật thêm cái gợp mưa nữa nha. Tại vì nó hơi có nghĩa là khi mà mình dùng những cái thiết bị bên ngoài, ví dụ như là bàn phím hay là một cái thiết bị điều khiển khác á, thì game nó sẽ không có nhận nữa và nó sẽ bị tuột. Đang đạp ga nó tuột dốc luôn. Ok, ngon lành. Rồi lên đường. Giờ này là 6 giờ rồi ha. Trong này nó làm theo kiểu như là khi mà mình rà phanh nhiều quá nó sẽ bị mất phanh thì nó còn đã nữa. Nha các bạn, vô lăng nó nặng có nhiều lúc mình để một tay mình đẩy còn không nổi nữa các bạn. Ok, rồi đi cái đường này nó giống như là đường nhỏ nhỏ nên mình nhiều lúc nó không có cái len đường á, không có cái tìm đường để mình biết được cái nào là đúng. Bản đồ này nó cũng nhìn cũng được. Đây là bản đồ bên này. Từ đây tới đó là 129 dặm các bạn. Đây. Ôi 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 ôi. Thắng không kịp. Đường tiếc mà vừa quẹo cái cô xong cái nó vậy luôn rồi, đố ai mà đỡ kịp luôn các bạn. Here we go again. Giờ mình sẽ xuống mình giờ nó kêu mình lấy một vài cái miếng gỗ này. Rồi bây giờ mình vá những cái lỗ lại hả? Ồ, ở đây hả? Ồ, ok. Đây, mình vá những cái lỗ lại. Và mình gỡ những cái cây barrier nó chắn đường ra. Tông vô phát thùng hàng bị hư hại 6% rồi các bạn. Rồi bây giờ đi tiếp. Ai mà biết đâu đang chạy ngay cái cua đó. Rồi qua đường rồi các bạn. Đó, đang chạy này kia các bạn thấy này kia, các bạn phải xuống các bạn làm xong các bạn đi tiếp ha. Để mình ăn cái thịt này đi, không thôi nó hư. Rồi. Ok. Rồi, nhẹ nhàng thôi. À, dưới này nó lại hớp tiết rồi các bạn. Tắt gạt mưa đi thôi. Ồ, hớp tiết thì nhìn cái game nó đẹp hẳn ra luôn á. Ồ, dọc cao vậy. Rồi, còn chớn. Sợ đâu mà nó giảm tour nữa, phải về số nữa nó sẽ bị mất cái đà các bạn. Chở hàng nặng mà leo dốc mà mất trớ một cái là sợ lắm luôn. Cảnh cũng đẹp, đồ họa thì tạm được. Như giờ thì mình thấy được rõ, không rõ lắm đâu, mà thấy được sơ sơ những cái số mà bên trong cái đồng hồ nó báo đó các bạn. 20, 40, 60, 80, 100, 120 dặm. Bên kia là tour thì nhìn nó dễ hơn rồi. Rồi tới đây quẹo ha. Phải biết trước vậy tôi rà phanh chứ game này nó phanh nó thật đấy. Chở hàng nặng các bạn phanh nó dồn lên đúng ghê luôn. Rồi có xe không? Có. Về số đi. Đây đi nha. Cái hàng này cũng không có tới nỗi là nặng lắm đâu các bạn. Ok. Tại vì mình để số 1 mà nó cũng lên tua lẹ lắm. Đó. Vừa tắt xi nhan cái là nó không có nhận cái tín hiệu chân ga của mình nữa. Game khá là đã. Ghiền game này quá. Biết khi nào mới có game chính thức này. Nó còn đã hơn ates-2 này các bạn. ates-2 mình chỉ đơn giản là mình vào mình chạy từ điểm này tới điểm kia, xong rồi lại lấy xe khác, lấy hàng khác. Game này là nó chở các bạn một chiếc xe thôi, nhưng mà nó làm được nhiều thứ, ngủ, nấu nướng đồ ăn, xuống xe, sửa xe, được tất tần tật mọi thứ luôn. Rồi như các bạn thấy cái đường lúc nãy cái cầu nó bị có cái lỗ rồi mình lấy những cái tấm ván mình đè nó lên để mình chạy qua. Đỉnh thật. Chạy khá là chill ha. Tầm này mình nghĩ là đơn giản rồi. Rồi. Cho các bạn xem những góc nhìn khác của cái tựa game này. Cái này là mình chở cát đá hả ta. Nó cũng nghiêng ghê chứ. Ơi. Cảm đang nhìn bên này không thấy. Xe cũng đẹp phết. Vô trong đi. Chạy mấy người lái xe là chỉ có vô trong thôi các bạn. Bên ngoài chạy nó kỳ cục lắm. Mình tắt radio rồi đúng không? Đúng rồi. Không có bật đâu. Kỳ cái là các bạn thấy không? Đang chạy bóng chuột là nó rất to các bạn nhìn nè. Đó. Phải đạp lại cái nó chưa có được đồng bộ hai cái với nhau. ates-2 làm tốt cái phần đó hơn. Chín giờ 10. Trời bắt đầu cũng có nắng nắng rồi các bạn. Gương hơi dở nha. Chê cái gương này hơi dở, hơi chói, chất lượng hơi kém nữa. Cái xe mình xịn. Mình đang chạy mình vô đây được ta? Không được. Được không ta? Không được. Đâu chờ các bạn sử dụng khi mà đang di chuyển ha. Wow, cái gì đây? À, đây mình có một cái điểm dừng nè các bạn. Một cái điểm dừng ha. Và cái cầu này cho chạy qua với tốc độ là 15 dặm thôi à. Tuyết xuống rồi nè. Chậm thôi. Cầu này ghê quá à. Nó chạy mình rớt luôn không? À không, cầu này cũng chắc đó. Nhìn nó ghê quá. Qua đây tuyết rơi luôn rồi các bạn. để mình thử tuyết mà mình không có bật cái gạt mưa lên thì nó như thế nào ha. Cái kia là nắng nó đang chiếu á các bạn, chứ không phải là lỗi game đâu ha. Ánh sáng nó đang chiếu qua nó bị dội vào á. Các bạn thấy không? Vậy bên này nó sẽ nhảy qua, nhảy qua bên kia, nó quậy nhảy qua bên kia. Cảnh báo là thời tiết đang rất là tệ và có thể là có một cái cơn bão và nó làm cho mình gặp nguy hiểm các bạn. Đường này là đường trơn trượt luôn ha. Bật gạt mưa lên. Gạt tuyết chứ không phải gạt mưa. Đường trơn trượt thì lúc nãy nó trước lúc mình đi nó cho mình cái bộ dây xích đó các bạn. Mình nghĩ chắc là gắn vào bánh xe để cho nó bám đường, tại vì thường thường đi tuyết là hay như vậy. Ôi trời tối luôn các bạn, 10 giờ mà vô này vô ngay cái bão tuyết á, các bạn nhìn nó tối thui à. Đó, ôi là trời, đã vậy. Rồi bây giờ nó kêu là, kêu là đường bắt đầu trơn rồi các bạn, mình cần phải đặt cái xích vào chứ không thôi là chạy không được. Nó thấy trơn lắm đâu ta, chỉ hút cua này mới thấy thôi. Đặt thì đặt, mình bật đèn xi nhan vô đây đi. Rồi bây giờ mình lấy đây. Ồ, có mini game nữa các bạn. Rồi xong rồi. Bánh sau, ủa bánh sau nữa đâu còn cái bánh trước nữa đúng không? Tại vì bánh sau là bánh động lực của xe các bạn. Xe này đâu có cầu trước đâu. Rồi đi thôi. Số 5 cũng chạy được nữa ta. Không chạy không nổi các bạn. Chỉnh cái nút nhưng mình lâu lâu mình quên nút đó các bạn. Đúng ra là trên cái cần số mình sẽ có hai cái đồ gạt, một cái là gạt tầng, một cái là gạt gạt cái gì mình quên rồi, một cái là gạt A, một cái gạt tầng, một cái là nhanh chậm. Cái này thì nó hình như hình như nó có nhanh chậm đó. Ủa đúng không? Đúng rồi, cái này là nhanh chậm nè, không phải vậy là hình như này nó không tới 18 cấp số đâu. Vì nhanh chậm là ký hiệu chữ L với chữ H á các bạn, lô với 2 á. Là cái đó là rùa với thỏ, bình thường mình nghe nói mấy bác tài gọi là rùa thỏ hay gì. Còn cái kia là tầng nữa, nghĩa là 1, 2, 3, 4 đúng không? Xong rồi bật lên tầng trên thì vị trí của 1 nó sẽ đổi thành 5, 5, 6, 7, 8. Rồi bật thêm tầng rùa với thỏ nữa thì nó sẽ nhân lên gấp đôi các bạn, nghĩa là đó, là nó lên thành 16 cấp số. Sau đó thì các bạn sẽ cộng thêm 2 cấp số lùi nữa. Lùi nó có 2 nấc nữa các bạn, là 18. Hoặc có đôi khi hình như không tới đâu. Có khi thì nó như cái này các bạn thấy số lùi của mình thì cái này là 18 nhưng mà nó là kiểu khác. Nó là R1 rồi R2 rồi RL1 là 3 cấp rồi. Rồi kia là L2 L1 nữa. 5 cấp nữa các bạn. Cái L là dành cho leo dốc mà hàng nặng á, không phải là vô số 1 ha, nó mạnh hơn số 1 nữa. R là nó cho mình cái mức độ của chủ. Cái đường cái xe này nó cao á các bạn, xong rồi cái đường nó bão tuyết như thế này, nếu mình chạy đâu mình nói chuyện các bạn là mình mất tập trung á, không để ý đường luôn á. Rồi theo như bản đồ thì nó kêu mình quẹo ở đây hả? Đây hả? Đường như đường một chiều trời. Đây, đường tắt các bạn. Nó không cho mình đến cái vòng mà nó cho mình đến cái đường đây. Hảo. Tới nơi rồi. cái đèn này mình đang bật là đèn có là đèn pha nữa, nhưng mà mình thấy nó sáng là được thôi các bạn. Rồi tới rồi nè. Ui, cái gì chớp mắt ghê vậy, buồn ngủ. Rồi tới nơi trả hàng. Ồ, bây giờ mình cho một vài lựa chọn. Freestyle là đậu đâu cũng được, chỉ cần đậu trong đó. Forward là đậu thẳng, backward là mình đậu lùi á các bạn. Cái này đi. À, cái này hình như là mình đậu sao cũng được, miễn sao mình đậu trong khu vực này là được, chứ mình không có lựa chọn. Thích các bạn lũi sao lũi à? Thử mình lùi thử. Nó chỉ bấm cái gì mà nó bị mất cái kia rồi, mất cái thông báo, à mất cái số của mình. Về tầng dưới đi. Đường này nó hơi hẹp. Chắc mình đánh cái đầu bên kia cho nó rộng bớt. Như đây vô lăng nó nhẹ, chắc nó nhẹ để cho mình lùi xe. Các bạn thấy nó nhẹ không? Còn lúc giờ trên đường nó nặng vãi. Rồi. Mình lùi bên kia đúng không? Ủa đúng không vậy ta? Để coi coi. À đúng rồi nè. Lâu quá các bạn, lâu quá không chơi để thai nó vậy. 5 minutes later. Lúc nãy nó bị nhận cái gì các bạn? Hiện tại là mình xuống xe được rồi, mình lùi lại một xíu thì nó ok rồi ha. Bây giờ mình sẽ ôi được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thả cây này xuống. Rồi sau đó thì mình ngắt kết nối của những cái dây này ra. Rồi sau đó thì mình mở cái này. Rồi xong. Bây giờ mình tới để mình kết thúc cái công việc của mình và nhận tiền nữa các bạn. Đây nó có một vài trailer mới nữa nè, để mình nhận đi. Mình nghĩ cái demo nó chơi tới đây. Thôi đừng dư nhận tiền là đừng có buồn ngủ nữa. Mình cầm tiền trên tay mình đừng có buồn ngủ. Mình được 2.700 các bạn. Được 3 sao thôi. Tại vì do mình bị tông cái kia. Tông mất hết 7%. Cũng được. Rồi thế là xong. Cảm ơn bạn đã trải nghiệm xong cái tutorial cũng như là cái hợp đồng đầu tiên của mình. Và đây chỉ là phiên bản demo thôi, cũng như là mình chỉ chơi được một cái thế giới nhỏ trong này. Và những cái tính năng mới này kia sẽ được mở khóa trong cái bản game chính thức ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài thôi. Đó, hết rồi đó các bạn. Thì nếu các bạn thích cái series game này thì nhớ đăng ký mình cũng như like video và share đó với mình nha. Hẹn các bạn khi nào game có chính thức thì mình sẽ chắc chắn sẽ mua về và chơi nha các bạn. Thực sự game rất là hay, rất thú vị luôn. Cái này mà thêm online thì thôi bá cháy luôn. Ok, chào các bạn, bye bye.